Rồi ok, hello xin chào tất cả mọi người ha. Đang giao cái máy cắt sắt của hãng Đắc Tông này, DKCS2004, là máy cắt sắt mà thuộc dạng giá rẻ nhất của hãng Đắc Tông luôn ha. Nên là sẵn làm một cái video giới thiệu cho mọi người cái máy này luôn. Cái máy này hình như là bữa trước có làm rồi nhưng mà chưa có giới thiệu khui ra cho mọi người. Nên là sẵn giới thiệu cái máy này ha. Rồi cái máy này có mã là DKCS2004, sử dụng đá cắt là 355 nha. Công động cơ của nó là 2400W nha mọi người. Đây giờ cân thử rồi. Cân thử nè, đây. Cân trọng lượng của cái máy cho mọi người coi nè. À, đây. 11.2 kg, 11.3 kg đi, khoảng cái đó. Rồi, cũng nhẹ, xách gọn ghẻ đi. Cũng tiện ha. Rồi, cái máy này á thì giá là thuộc dạng rẻ, khỏe, 2400W, giá chỉ có 1.290.000 thôi mà được bảo hành 6 tháng chính hãng của hãng Đắc Tông nữa ha. Là đóng thùng trong của mình thế nè. Đóng thùng như thế này. Nặng hồi nãy là 11 ký mấy thôi nhưng mà nó làm tròn khoảng 12 ký nữa ha. Đá 355 đó, sử dụng động cơ 2400W, cắt được là góc 45 độ nha, sử dụng điện 220, tốc độ vòng quay của nó là 3900 vòng một phút. Là máy này sử dụng động cơ có than nên thường á hãng Đắc Tông á sẽ tặng kèm cho mọi người là một bộ than sơ cua, một bộ than sơ cua, một cái cây mở lử nè. Mà để mở lử á mình chỉ các bạn luôn mở lử ha. Cái này là gài khóa nè, cái này là khóa bằng lò xo, bằng dây xích nè. Giờ mình buông ra nó dài nè, còn mình muốn tới đâu thì mình tới đây mình móc lại nó giữ lại ha. Còn muốn thay lưỡi mình phải mở này ra nè đó. Rồi các anh chị ha, trong đây nó có cái chìa khóa nè. Mình thay lưỡi á, mình lấy cái cây này nè, mình lấy cái cây này để vào đây, được chưa? Cái chìa khóa này ngay đây nè, ở ngoài này có cái cần, bên này thì nó có cái cần. Cái mà bây giờ mình quay đi, mình quay mình đè vô nè. Đó, cái cần nó vô là nó vô ngành, nó giữ cái lưỡi này lại. Và lúc này chúng ta sẽ để ở đây chúng ta dặn ra, rồi chúng ta tháo cái lưỡi ra, chúng ta thay cái lưỡi mới tương tự và chúng ta buông này ra là tự động nó quay lại nha. Ha, đơn giản, cái này chắc anh nào cũng biết làm rồi. À, một bộ than sơ cua nó nè, hai cái, 1.290.000 chỉ cho trả góp cho mọi người, chỉ cần khoảng là 430.000 thôi. 430.000 là mọi người lấy cái bộ này về rồi. Giá bán chưa bao gồm chi phí vận chuyển nha. Còn anh chị nào muốn có nhu cầu nhập hàng mà làm đại lý á, thì cứ liên hệ qua đồ nghề tự chọn. Rồi bật máy test thử cho mọi người luôn. Đây ha, động cơ có than nha ha. Bật bằng lò xo bật ở đây nè, bật bằng lò xo bật nha. Đó, bằng lò xo bật nè, mà đè xuống nó bật lên nè. Còn cái cây này thì chúng ta chỉnh phôi. À, chúng ta chỉnh phôi, ta lật lên nè, chúng ta rút ra, chúng ta lật lên, nó nhanh nha. Chứ không phải là mình xoay qua giống những thế hệ cũ, mình xoay rất lâu, chúng ta bật này lên. Chúng ta đưa vô kẹp phôi, chúng ta gậy xuống, chúng ta quay vô. Nó giữ phôi lại, ha, rút ra, bật này lên, kéo ra, rất là nhanh nha. Đó. Xiết lại cứng nè, nó cho nó đừng chạy nè, nó là này giữ chặt phôi rồi. cái độ gơ của nó thằng nào qua chậm nó cũng hơi gơ, nhưng mà khi mà tốc độ đạt tối đa là nó hầu như nó không bị gơ. Chúng ta cắt sắt công trình này nó cũng là ok đó ha. Nó nặng nên là nó không bị rung lắc nha. Còn đây thì có cái nút cò ở đây chúng ta bóp nè, khi mà chúng ta muốn giữ lâu á là bên cạnh đây nó có một cái nút giữ cò, khi mà mình bóp luôn ha, mình bóp cái cò. Mình giữ cái cò lại được, mình nhấn vô là cò nó mở ra. Rồi đơn giản thôi, giống như những cái máy cắt sắt hiện tại có trên thị trường. Nhưng mà đặc biệt cái máy này thì nó ngon, bổ, rẻ ha. Động cơ có than, dây đồng 100%, nặng 12 kg, hỗ trợ trả góp cho mọi người 1.290.000, trả góp chỉ từ 430.000 ha. Ok các anh chị, làm clip cơ bản trước khi đóng gói giao cho khách hàng ha. Rồi mọi thông tin sản phẩm nằm ở đường link bên dưới ha, các anh chị cứ nhấn vào đường link bên dưới đặt hàng trên website cũng được, nhắn tin cho Zalo đặt hàng qua sẽ có nhân viên tư vấn cho mọi người luôn, hỗ trợ trả góp ship toàn quốc cho các anh chị. Rồi xin chào, hẹn gặp lại các anh chị trong những video tiếp theo. Quý khách hàng khu vực miền Tây có nhu cầu nhập hàng đại lý, xin vui lòng liên hệ 0827 799 799 để được chính sách tốt nhất.